Cường Đô La gây tiếc nuối khi nói tạm biệt hồi chơi xe để lo cho con. Nam doanh nhân thành đạt quyết định tạm dừng đam mê và những cuộc vui để bước vào một hành trình mới. Cường Đô La dù không phải là người nổi tiếng trong showbiz Việt, nhưng mọi thông tin về anh đều được chú ý rất nhiều bởi lẽ chuyện tình cảm của nam doanh nhân đều vương đơn các người đẹp của làng giải trí. Sau những tan vỡ, đại gia phố núi đã chính thức tổ chức lễ cưới với đàm thu trang vào tháng 7 năm 2019, tính đến nay họ đã có gần một năm về chung nhà và chuẩn bị đón con đầu lòng. Cường đô la tạm biệt hội chơi xe. Cách đây vài giờ trên trang cá nhân, công chúng ngỡ ngàng khi thấy anh đăng tải dòng trạng thái rất dài nói về tâm huyết, tình cảm và kỷ niệm đối với hội doanh nhân chơi siêu xe nhiều năm qua. Gần một thảm kỷ với nhiều chuyến đi và ngày hôm nay anh quyết định nói lời tạm biệt các anh em để chuẩn bị cho một hành trình mới mang tên gia đình. Cụ thể ông sáng người đẹp Lạng Sơn viết, nay Cường sẽ nói lời tạm biệt đến hành trình siêu xe là nơi luôn để lại những kỷ niệm tuyệt vời, những khoảnh khắc đáng nhớ, những phút giây tràn đầy niềm vui. Niềm đam mê xe thì luôn có nó, nhưng Cường đang có những mục tiêu đặc biệt khác cần phải tập trung hơn. Hy vọng các bạn trẻ, những người có cơ hội sẽ vẫn tiếp tục tạo ra những hành trình đáng nhớ. Cường đô la chuẩn bị điều kiện thuận lợi cho con nhỏ khi vừa xác nhận có tin vui thì Cường Đô La cũng dần chia sẻ những điều mình đã thực hiện đầy đủ để đợi chờ ngày thiên thần nhí chào đời. Cụ thể anh đã mua hẳn xe đẩy và đặt trong khu vực trưng bày dàn ô tô hoàn tráng tại biệt thự. Ba của Rubel còn xây dựng nhà mới với không gian sang trọng thoang mát tạo mọi điều kiện để em bé khi đến với thế giới mới được đầy đủ nhất là người đam mê ô tô đắt đỏ từ bao năm qua cũng là người sáng lập ra hành trình chiêu xe nhưng đến nay anh lại quyết định tạm biệt điều này thể hiện tinh thần và trách nhiệm của ông bố trẻ sẵn sàng gác lại mọi cuộc vui và đặt gia đình vợ con ở vị trí quan trọng nhất